Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay thì phượng uh, uh, live stream hơi muộn một chút thì uh, em đang chuẩn bị cho bé ngủ. Uh, Nguyễn Phương em đang chuẩn bị cho bé ngủ. Uh, chị uh, cho con đi chơi nên là bây giờ chị mới về, chị mới về lúc 9 rưỡi nên là tranh thủ live stream một một chút. Và nếu như bạn nào còn online thì chúng ta vào chơi mini game nhá. Và nếu như mini game này mà trên 100 người xem thì phượng cũng sẽ tặng quà cho các bạn những cái món quà rất là có giá trị chiến loan chào em uh, Chào mắt lê Chào phạm thị cúc chào lệ chảnh chào hồng mây xin chào tất cả các bạn uh, chúng ta hãy chia sẻ livestream này nhiều hơn để có đông người vào uh, tham gia để có đông người vào chơi livestream À, uh, khánh huyền phan uh, xin lỗi bạn là bởi vì là hôm nay mình cho con đi chơi thế nên là về hơi muộn một tí thì chúng ta sẽ chơi mini game thì chúng ta chơi thời gian ít thôi nhưng mà tặng quà rất là có giá trị chúng ta sẽ tặng quà rất là có giá trị <laughs> chủ yếu muốn xếp livestream để học hỏi kinh nghiệm có quà càng tốt cảm ơn loan cảm ơn em Chúng ta hãy chia sẻ livestream đi ạ. Chúng ta hãy chia sẻ livestream này để có trên 100 người vào xem thì Phượng sẽ tặng quà mini game nhá phượng sẽ tặng quà cho các bạn là những cái món quà rất có giá trị và chúng ta hãy chia sẻ livestream này nhiều hơn để có đông người vào tham gia và lưu ý là chúng ta hãy chia sẻ lên các hội lên các nhóm và đặc biệt là nếu như cái nhóm nào mà mà chúng ta chia sẻ trên cái nhóm đó mà nhóm đó được đăng công khai ấy tức là cái nhóm đấy nó được cái livestream này nó xuất hiện luôn trên cái nhóm đấy thì chúng ta sẽ ưu tiên những cái nhóm như vậy nhá để chúng ta cái livestream này của phượng sẽ xuất hiện trên các cái nhóm đó và sẽ có đông người đông lượt xem hơn <laughs> Nguyễn Phương chị ơi tặng phấn nước cho em nữa đi à, Phương ơi em thích tặng phấn nước à Nguyễn Phương Hôm qua em bỏ lỡ mất livestream của chị Lệ Trảnh ơi rất là tiếc Bởi vì là nếu như ngày hôm qua em theo dõi livestream Từ đầu đến cuối thì em sẽ có cơ hội nhận được quà Và ngày hôm nay cũng tương tự như vậy Và nếu như bạn nào mà theo dõi livestream từ đầu đến cuối Mà sau cái buổi cuối buổi livestream ấy Thì Phượng đọc tên bất kỳ một bạn nào mà may mắn Thì các bạn sẽ nhận được quà nhá nhìn tối hơn anh toán ơi đây là mặt mộc chưa chưa bôi một tí kem nào luôn đây là mặt mộc luôn ạ à. không xử lý chưa bôi kem chưa bôi dưỡng mà chưa bôi một 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 chút nào luôn tức là đây là mặt mộc để tí nữa uh, phượng thử sản phẩm lên cho các bạn nhé ok ạ à. À, hôm qua nói với các bạn là cuối buổi livestream thì phượng sẽ cho các bạn xem là những cái sản phẩm phấn nước mà trước đây phượng đã sử dụng nhá là các bạn biết để các bạn xem thứ nhất là các bạn đây là một dòng phấn đó là misa misa của hàn quốc và cái sản phẩm này là phượng trực tiếp là phượng nhờ chị gái mua tại showroom tại hàn quốc luôn tức là tại serum chính hãng chứ không phải là mua ở bên ngoài và mua ở các cửa hàng mỹ phẩm và bày bán tràn lan và đây là sản phẩm phấn nước mà phượng đã sử dụng đó là đấy là Misa cái hàng visa này là phượng sử dụng khá là lâu à, và tất và cái dòng mỹ tất cả các mỹ phẩm của phượng hiện tại đang sử dụng của hàn quốc là đều là chị gái trực tiếp mua tại serum tại hàn quốc luôn chứ phượng không hề mua hàng sách tay mà cũng không hề mua tại việt nam và toàn bộ các sản phẩm này là mua tại serum chính hãng tại hàn quốc chứ không phải là ở cửa hàng đấy, các bạn nhìn nhé đây là hộp phấn Misa mà Phượng dùng. Đây. Các bạn nhìn nhá. Đây là phấn nước Misa mà Phượng đã sử dụng này. Tức là trước đây là Phượng đã sử dụng. Đây các bạn nhìn nhá. Lõi của Misa vẫn còn nguyên. Đây ạ. Và từ khi có phấn BB của Fidius là Phượng hoàn toàn là Phượng không hề sử dụng phấn các loại phấn nước này. Mặc dù là một hộp phấn nước này nếu mà quy ra tiền Việt là Phượng mua là gần 5 triệu. Nếu mà một hộp phần nước này quy ra tiền Việt là gần 5 triệu Nó bao gồm thêm cả hai loại sơ cua như thế này Đây là một hộp Misa Là Phượng mua tại chính hãng Serum tại Hàn Quốc Và các bạn đây là Hera Đây là Hera đây là phần nước Hera mà Phượng đã sử dụng Ngoài ra thì còn có hộp phần nước Ipo Ipo thì Phượng đã cho Ngọc Anh rồi thì các bạn biết là đây là ipo là phượng cũng có sử dụng rồi bởi vì là những cái dòng phấn nước nào mà ra mà mà hot mà nổi tiếng mà được nhiều người sử dụng và được nhiều diễn viên ca sĩ người mẫu quảng cáo thì đương nhiên là phượng sẽ sử dụng và tất cả các dòng phấn nước này là phượng đều nhờ chị gái mua tại chính hãng serum tại bên hàn quốc đây là hera đây các bạn nhìn ạ và hiện tại thì trong cái hera này vẫn còn một cái lõi sơ cua đây và tất cả các cái màu da tại Hàn Quốc thì đa phần là các bạn sử dụng tông màu đó là C21 là nhiều và mà tông màu C21 là tông màu da tông màu thật mặt tiếp theo là phần CC cream phần nước của CC cream cái hàng này là là Phượng đang dùng dở từ cách đây bao nhiêu năm về trước Phượng cũng không nhớ nhưng mà là vẫn còn đây các bạn nhìn À cái phấn nước Cái phấn nước này là khi ấn vào đây nó sẽ lên Nó sẽ lên phấn ở trên này Đây là CC Cream Đây là CC Cream là, là Phượng cũng sử dụng nhưng mà Phượng không dùng Đây là còn một cái loại Ipo này Các bạn nhìn này Ipo Đây là một loại Ipo và Ipo này nó cũng là màu C21 Đều là C21 hết Và đa phần là tất cả các loại phấn nước trên thị trường Mà đặc biệt là phấn nước của Hàn Quốc Thì đa phần là sẽ thiên về màu C21 nhiều hơn Vì C21 là màu da và các bạn nhìn nhá là bản thân Phượng dùng rất nhiều các loại phấn nước khác nhau Nhưng mà từ khi có phấn nước Phyllis Đây Từ khi có phấn nước của Phyllis là hoàn toàn là Phượng đều ngưng hết Tất cả các loại phấn nước khác mà Phượng chỉ sử dụng phấn nước của Phyllis mà thôi Bởi vì cái vậy Um, câu hỏi đặt ra là tại sao mà Phượng lại có thể là ngưng tất cả những cái loại sản phẩm khác Mặc dù là sản phẩm của Phượng mua đều là chính hãng hết Mà tại sao Phượng có thể ngưng những sản phẩm đó mà Phượng đã sử dụng sản phẩm này Thì thì đây là một cái câu hỏi đặt ra mà rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi nghi vấn là Tại sao Phượng sử dụng như vậy? Bởi vì là bản thân chị gái của Phượng cũng hỏi là mua mà không dùng nó rất là phí mua không dùng rất là phí bởi vì bản thân phượng bỏ tiền ra mua cũng rất là sót nhưng mà bởi vì là riêng về cái độ che khuyết điểm ý, thì không ai có thể sánh bằng được cái em phi ớt này tại sao phượng lại nói như vậy bởi vì là à, bản thân phượng ra mặt của phượng nhất là cái phần cái phần mà mà mắt này này thì đa phần là cái vùng vùng mắt này của phượng rất là bị thâm tức là bị thâm từ hồi còn bé đó là thâm quầng thâm mắt thì khi mà phượng sử dụng tất cả các loại phấn nước hay là kem nền khác trên thị trường thì đa phần là không thể là che được cái khuyết điểm đó nó rất là lộ nhưng mà cái phấn nước của Fizio thì hoàn toàn khác khi mà phượng sử dụng thì phượng thấy rất là ưng bây giờ phượng sẽ thử cho các bạn xem về cái độ che khuyết điểm của em nhé đây các bạn nhìn nhá Misa này CC cream này Ipo và Hera cái lõi Hera đây ok Hera đây các bạn nhìn đây là Hera này và tất cả các cái màu này là phượng đều mua tại showroom chính hãng tại Hàn Quốc và chị gái đã mua đây Hera nhé CC Cream và Misa Ipo thì tất cả những cái loại đấy là phượng đều sử dụng hết nhưng mà tại sao mà phượng lại không hiện tại thời điểm này là phượng không sử dụng bởi vì là về cái chất lượng của nó thì không thể nào bằng Fidus được nhưng mà cái giá thành của nó thì đắt rất đắt hơn rất là nhiều giá thành đắt hơn rất là nhiều và một hộp ví dụ như là một hộp misa này mà phượng mua tại hàn quốc thì có giá là gần 5 triệu tiền việt thì 5 triệu đó thì chúng ta đã mua được gần một trăm gần hai trăm hộp mà gần hai trăm hộp nữa rồi à gần 20 hộp gần 20 hộp phi nữa bây giờ thì phượng sẽ thử cho các bạn nhé xin chào thu hàng Chào Thu Hằng nhá, chào em à, Chị có thấy em nhá, Thu Hằng nhá Chị có thấy em Khánh Bình, chào em à, Chào Nguyễn Hải Yến, chào Huyền Mập à, Nguyễn Thị Hải Yến Em ơi, phấn nước bên chị là 320.000 em ạ à, Chào Lan Hương, chào Trang Bùi Da của chị thực ra là chị cũng da của chị không đẹp đâu Nhưng mà bởi, bởi vì là chị biết cách chăm sóc da Nên là da chị so với nhiều người khác Thì da chị đẹp hơn Cảm ơn em Xin chào Lan Hương, chào Nguyễn Phương Harry vui tính chị có thấy em nhá. Chị có thấy em. Hôm qua thì đa phần là các bạn xem livestream ở bên ngoài là đa phần là các bạn bán hàng là hay vẽ bằng bút bi. Các bạn test bút bi như này các bạn vẽ lên tay để che phủ khuyết điểm nhưng các bạn ơi bút bi rất là mờ. Bút bi cực kỳ mờ và làm sao mà để che được khuyết điểm. Một cách rõ nhất thì các bạn phải vẽ bằng bút dạ hoặc là các bạn phải vẽ bằng son hoặc là các bạn phải vẽ bằng bút như thế này thì tí nữa thì phượng sẽ thử cả ba loại bút này trên cái mặt của phượng để các bạn biết được là cái độ che khuyết điểm của em Phidias -E của bên mình như nào nhá phượng sẽ bôi thử cả son luôn này đây là son lip mà các bạn biết là cái son lip quý lip của bên mình nó rất là lì cái độ lì của nó rất là cao và cái đặc biệt là cái bút này thì các bạn biết là viết ở trên thùng cắt tông còn được huống chi là trên mặt đúng không ạ các bạn viết trên thùng cắt tông còn được và đây là bút dạ kẻ mắt và cái bút dạ này đa phần là các bạn kẻ viền mí và các bạn dán mi giả dạ ấy đó thì phượng sẽ thử luôn nhé hôm nay vẽ đậm hơn hôm qua luôn ạ hôm nay vẽ đậm hơn và vẽ nhiều hơn nhé chúng ta hãy chia sẻ livestream đi ạ À, cả nhà ơi chúng ta chia sẻ livestream này Để có đông người vào xem hơn nhá <laughs> Em chào chị Phương Chào chị Phương Hồ Chị ơi à, vẽ con mèo như thế này Thì nó mới là hot chị ạ Ok vẽ rất là nhiều khuyết điểm trên khuôn mặt nhá Để các bạn biết là cái độ che phủ tuyệt vời Của em phấn nước của chúng ta như nào nhá Ok, hơi tối rồi. mèo hôm nay đẹp hơn hôm qua <laughs> hôm nay hôm nay luyện hơn rồi em ạ à. hôm nay có tay nghề hơn nhá thu hằng nhá Cả nhà ơi, các bạn có thấy tối không ạ? Thì như là ánh sáng nó hơi tối thì phải Các bạn biết nhá, cho dù là vẽ đậm như thế này Thì các bạn biết là cái độ che phủ của phần nước phi nó tuyệt vời như thế nào nhá Các bạn biết là tất cả các bạn bán hàng mà quảng cáo về phấn nước mà các bạn vẽ bút bi trên mặt ấy thì các bạn đừng có tin. Bởi vì các bạn biết là bút bi nó rất là mờ che phủ một cái thì thì phấn thì che phủ bút bi thì nó đơn giản lắm. Thì quan trọng là các bạn vẽ bằng bút dạ này. Các bạn vẽ bằng bút dạ này. Sau đó thì các bạn vẽ bằng son này và các bạn biết là cái bút riêng cái bút này thì à, nếu mà vẽ lên trên mặt thì các bạn biết là vẽ ở trên thùng cắt tông còn viết trên thùng cắt tông còn rất là rõ và sắc nét huống chi là vẽ lên mặt và nếu như mà phượng viết cái bút này trên mặt của mình mà phượng chay được cái riêng cái phấn mà của fidus mà chay được cái khuyết điểm của cái bút này thì các bạn biết là cái, cái độ che phủ của phấn nó rất là tuyệt vời bởi vì là cái phấn nước của Physiot ngoài công dụng mà che, che phủ khuyết điểm da thì nó còn có rất là nhiều các cái vitamin Ví dụ như là vitamin E, vitamin C, vitamin B thì nó giúp da của bạn mềm mịn hơn, trắng sáng hơn Ngoài ra thì nó còn làm xe khít lỗ chân lông và làm thông thoáng lỗ chân lông của các bạn nữa Và nếu như là bạn nào mà bị mụn ý, thì sử dụng cái phấn nước này thì hoàn toàn yên tâm luôn Bởi vì đa phần nếu như da mà các bạn bị mụn thì các bạn rất ngại dùng phấn bởi vì là nếu như các bạn sử dụng phấn mà các bạn trang điểm nhiều ấy thì da mặt của các bạn sẽ bị bít lỗ chân lông và khi mà bị bít lỗ chân lông thì sẽ rất dễ sinh ra mụn và tình trạng mụn nó còn nặng hơn và thậm chí có thể xuất hiện mụn mủ, mụn mụn u và mụn bọc. Nhưng mà cái phấn nước của bên mình thì các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Các bạn hoàn toàn yên tâm yên tương yên tâm tuyệt đối luôn. Ờ, tô thêm cho nó đậm thêm. Ok không ạ? Uh, cả nhà, cả nhà thấy em giống con mèo chưa? Uh, Loan ơi, chị không biết vẽ con dê, chị mà biết vẽ con dê thì chị cũng sẽ vẽ con dê trên mặt nhưng mà bởi vì là chị không biết vẽ. Mèo xinh quá. Thank you chị Bồ, chị Bồ Minh Tâm. Ok em đã chia sẻ. Ok, chúng ta chia sẻ livestream này nhiều hơn ạ. À. Hiện tại thì đang có 72 72 người đang xem livestream. Chúng ta hãy chia sẻ livestream này nhiều hơn để có đông người và xem hơn và nếu như trên 100 người thì Phượng sẽ làm livestream tặng quà nhé. Phượng sẽ tặng quà cho các bạn. Và nếu như ngày hôm nay thì Vui Vui sẽ tặng rất là nhiều quà. Nếu hôm nay Vui Vui thì sẽ tặng rất là nhiều quà các bạn nhé. Ngày hôm qua thì Phượng đã làm livestream trong đó thì có bốn bạn Đoàn giải đặc biệt đó là được tặng một em phấn nước của Fidel trị giá là 320 000 Ngoài ra thì có bốn bạn được giải khuyến khích đó là một chiếc một được tặng là một son kem Fidel trị giá là 195 000 và một bạn được tặng một dầu tẩy trang và uh, luôn, tức là combo Fidel là 235 000 Và nếu như ngày hôm nay thì nếu như các bạn làm đầy đủ các bước và các bạn uh, chia sẻ livestream này nhiều hơn và có đông người xem hơn thì Phượng sẽ làm livestream tặng cả combo của Fidel luôn. Nếu như ngày hôm nay thì có đông người xem thì Phượng sẽ tặng cả combo của Fidius nhá Ok không ạ? Chúng ta chia sẻ livestream này nhiều hơn, chúng ta chia sẻ livestream này nhiều hơn để có đông người xem ạ Em ngày nào cũng vui nhưng mà hôm nay có thể là vui hơn chị Phương ạ Và nếu như mà có đông người vào xem livestream này, chúng ta chia sẻ livestream này mà có trên 100 người Thì Phượng sẽ tặng rất là nhiều quà cho các bạn OK, Thu Hằng, hôm nay cố gắng được quà nhá. Bởi vì là hôm qua chị thấy là em theo dõi livestream của Bốt Phương Hồ, vì vậy nên là chúng ta xem livestream của chị cũng ít hơn. Mai Trần, OK, Em yêu, à, em chia sẻ livestream để giúp chị nhá. OK, chúng ta chia sẻ đi ạ. Chúng ta chia sẻ livestream đi ạ. À, bây giờ thì bây giờ thì Phượng sẽ dặm một lớp phấn phủ trước nhá, các bạn nhìn nhá. Đây là đây là hiện tại là cái khuôn mặt của Phượng đã được kẻ bằng bút dạ rồi. Và bút dạ này các bạn biết là bút dạ của Fiddus nó rất là đậm. Đây là bút dạ của bên mình luôn. Chỉ kẻ mắt là Fiddus thì cái chì này nó rất là đậm thì các bạn biết là cái độ che khuyết điểm của phấn nước của bên mình như nào nhá. Mà các bạn biết là khi mà Phượng dặm thì Phượng không hề miết, tức là Phượng không hề lau đi. <laughs> Chỉ có chấm chấm thế này thôi ạ Và mặt của mặt mặt của Phượng là mặt mộc luôn nhé các bạn nhé Mặt mộc luôn ạ Và bây giờ bắt đầu dặm phấn nhé Để che được khuyết điểm nhé Được không ạ? Chúng ta hãy chia sẻ livestream này nhiều hơn ạ Nhiều hơn đi ạ Đang có 106 người xem rồi ạ Các bạn biết nha, đây là mình không hề miết và mình không cũng không hề lau đâu ạ Chỉ có chấm như thế này thôi Là các bạn biết là cái độ che khuyết điểm của uh, em phấn nước bên mình nhá Và mình cam kết với tất cả các bạn là Trên thị trường này có rất nhiều các loại phấn nước khác nhau Nhưng mà chưa hề có em phấn nước nào vượt qua được em phấn nước của Physios uh, Và Phượng cam kết với các bạn là nếu như ngày hôm nay các bạn chỉ ra được một em phấn nước nào mà nó tuyệt vời hơn Em phấn nước của bên mình thì Phượng sẽ ra và dành tặng cho các bạn là 10 hộp này luôn là nếu như các bạn chứng minh được là trên thị trường này có một dòng phấn nước nào về hàm lượng, về thành phần, về chất lượng nó hơn em phấn nước của bên mình thì mình sẵn sàng tặng cho các bạn 10 hộp phấn nước này. Nhá, mình sẵn sàng tặng cho các bạn 10 hộp phấn nước này luôn. Và chỉ cần các bạn chứng minh được là cái sản phẩm đó chất lượng hơn sản phẩm bên mình thì mình sẵn sàng là mình dành tặng cho các bạn 10 hộp phấn nước. Và Phượng cam kết với các bạn là trên thị trường cho dù là phấn nước nhập khẩu hay là phấn nước của Việt Nam sản xuất thì đều tất cả các loại sản phẩm đó đều không bao giờ chất lượng có thể sánh bằng được em phấn nước của Fidius được. Vì thế nên là nhà mình hoàn toàn yên tâm tuyệt đối khi mà các bạn bán hàng cho khách hàng cho khách hàng nhé. Và một hộp phấn nước này của mình thì sử dụng được hơn 2 tháng. Với giá là 320 000 thôi ạ. Đây các bạn nhìn nhé. bút rất là đậm đúng không ạ? Và các bạn biết là khi mà Phượng kẻ bóng bút ra mà Phượng còn phải kẻ thêm một lần nữa để cho nó đậm, thực sự là đậm luôn thì các bạn biết là cái độ che khuyết điểm như thế nào nhá. OK, đây cả nhà các bạn nhìn đấy ạ, rất là mềm mịn này các bạn thấy không ạ? Các bạn thấy khuyết điểm đã được che được rất là nhiều và các bạn biết là gần như nó không hề lộ đấy các bạn nhìn đúng không ạ? Đây là một bên là mình đang kẻ bằng bút dạ và một bên là mặt mình đã dặm phấn rồi các bạn thấy là, các bạn thấy độ che khuyết điểm chưa ạ? Đây các bạn nhìn nhá và tí nữa này. À, phượng sẽ kẻ một bên bằng bút bút này Và một bên là Phượng sẽ kẻ bằng son đấy các bạn luôn Để các bạn biết là cái độ che khuyết điểm của bên mình như thế nào nếu như mà nếu như mà phấn nước của bên mình mà che được cả khuyết điểm cái son này mặc mặc dù là cái son lip của bên mình lip lip của bên mình nó cực kỳ là lì cực kỳ là lì mà lâu trôi luôn và cái thứ hai là phượng sẽ kẻ bằng bút dạ này và các bạn biết là cái bút dạ này mà vẽ trên thùng cắt tông viết trên thùng cắt tông ấy thì nó cực kỳ là khó trôi và nếu như ngày hôm nay mà phượng vẽ cái phượng viết cái bút bút dạ này mà lên trên mặt của mình mà cái phấn nước của bên mình mà che được khuyết điểm của cái bút dạ này thì các bạn hoàn toàn các bạn yên tâm tuyệt đối là phấn nước của bên mình có thể che phủ được tất cả mọi cái khuyết điểm trên khuôn mặt của các bạn cho dù là các bạn bị thâm do bụi để lại hay là các bạn uh, có mặt của bạn quá nhiều vết thâm hay là abc thì tất cả những cái cái đó thì đều được che phủ bằng em phấn nước của bên mình hết để các bạn hoàn toàn yên tâm nhé à, các bạn nhìn nhé bút dạ cái mắt mà phượng vẽ rất là đậm mà còn được che phủ như thế này các bạn nhìn đấy ạ các bạn nhìn thấy không ạ gần như là tuyệt đối luôn đây các bạn nhìn nhá và phượng cam kết với các bạn rằng là cái phấn nước của bên mình rất là mềm mịn và mướt không hề bị khô da bởi vì là ngoài cái thành phần rất là nhiều cái thành phần tuyệt, tuyệt vời ra thì ngoài ra bên mình còn trong cái phần nước này có rất nhiều cái thành phần vitamin bao gồm vitamin e vitamin c và vitamin b thì nó cung cấp các cái độ ẩm cho da là tạo cho da bạn mềm mịn hơn và căng bóng mềm mịn hơn trắng sáng hơn và riêng đặc biệt là cái phần nước này bạn có thể sử dụng hàng ngày luôn bởi vì cái phần nước này của mình có độ fps là 40 ppa cộng tức là cái độ phần nước này thì ngoài là À, chống nắng ra thì nó còn dưỡng trắng cho da của các bạn nữa Vì vậy các bạn hoàn toàn các bạn có thể yên tâm Và các bạn sử dụng luôn Đây các bạn nhìn nhá Thứ nhất là Bên mặt bên này của mình là vẽ bằng bút dạ Bút dạng như này Tí nữa đây Các bạn nhá Mình vẽ ra tay luôn cho các bạn Thì các bạn biết là cái độ đậm của bút dạ như nào Đây, đây là bút dạ của bên mình nhá, các bạn thấy không ạ? Rất là đậm. À, chúng ta nhìn đúng không ạ? Đây là cái bút dạ của bên mình rất là đậm và các bạn biết là cái khuôn mặt của mình nhá, vẽ bằng bút dạ như thế này bên này mà đã được che phủ bằng cái em phấn nước như này là các bạn biết là cái độ che phủ của em phấn nước nó tuyệt vời như nào và phượng cao kết với các bạn là trên thị trường này không hề có một loại phấn nước nào nó tuyệt vời em e Tuyệt vời hơn em phấn nước của Fidius Và nếu như ngày hôm nay, nếu như bạn nào Bất kỳ một bạn nào hay bất kỳ một khách hàng nào Các bạn chứng minh được là Cái em phấn nước của bên ngoài thị trường Cho dù là nhập khẩu hay là cho dù là Của Việt Nam sản xuất thì tất cả các loại phấn nước nó Nó đều không thể nào sánh bằng cái phấn nước này Bởi vì bản thân phụ là tín đồ của phấn nước Và các bạn biết là Mình sử dụng rất nhiều các loại phấn nước khác nhau Bạn nhìn nhá, đây là Hera Đây là CC Cream à, Đây là Misa Đây là Misa này Đây Hera đây Đó. Đây là Ipo Ipo còn lõi Các bạn biết là Bản thân Phượng là một người là tín đồ Của các loại phấn nước trên thị trường Và hầu như là tất cả các loại phấn nước nào Mới ra mà độ hot Rồi là cái phấn nước của Thái Lan 888 ấy Mà bản thân Phượng là cũng đã sử dụng rồi Và hoàn toàn là không hề ưng Bởi vì là cái độ che khuyết điểm của nó không có Và khi mà các bạn đánh lên nó rất bị khô ra và bị lộ tức là cái phần nước của bên ngoài nó rất là bị lộ <laughs> Vì vậy tại sao mà Phượng sử dụng cái phấn nước của Philips là Phượng hoàn toàn Phượng yên tâm tuyệt đối bởi vì là ngoài cái vấn đề mà che phủ khuyết điểm da thì cái phấn nước này thì nó còn có cái công dụng là làm mềm da của các bạn, dưỡng trắng da và chống nắng rất là tốt. Chính vì vậy nên là mỗi một lần đi đâu là Phượng đều sử dụng cái phấn nước này và lúc nào trong túi cũng có và nếu như ngày hôm nay bạn là tín đồ của mỹ phẩm và bạn là một tín đồ của bạn thích make up và bạn thích trang điểm và nếu như ngày hôm nay bạn không sở hữu một em phấn nước này thì đây là một cái điều mà hoàn toàn hối tiếc của bạn và bạn hoàn toàn là bạn thực sự là bạn bạn tiếc cho bạn phượng tiên sẽ tiếc cho bạn bởi vì là đây là một cái sản phẩm mà không hề chê và nếu như ngày hôm nay bạn có thể là bạn sử dụng sản phẩm của bên mình và phượng mình cam kết với các bạn rằng là chỉ cần bạn sử dụng thôi bạn sẽ hài lòng tuyệt đối các bạn biết nhé à, à, bạn ơi da nhờn hay da dầu đều sử dụng được phấn nước này của bên mình bạn nhé và cái phấn nước của bên mình không hề bị nhờn Không hề bị dính Và cái độ che phủ của phấn nước rất là tuyệt vời Và ngoài ra thì cái phấn nước của bên mình Nó còn làm giúp da bạn mềm mịn hơn Trắng sáng hơn Ngoài ra nó còn có dưỡng trắng và chống nắng nhá Cái hàm lượng FPS của bên mình là 40 PA cộng Ok nhá Và đây các bạn nhìn nhá Các bạn nhìn thấy cái độ che phủ của phấn nước không ạ Và bây giờ thì uh, Phượng vẽ bằng bút dạ uh, Phượng vẽ bằng bút dạ bên này Bên này nhá Sau đó thì tí nữa mình sẽ phủ phấn nước ở bên này và mình sẽ bôi son nữa Và ngày hôm nay nếu như là phấn nước của bên mình mà có thể che phủ được khuyết điểm của Thứ nhất là bút dạ, cải mắt Cái thứ hai là bút như thế này Và cái thứ ba là son Thì đây là một sự lựa chọn tuyệt vời của các bạn Và nếu như ngày hôm nay bạn bỏ lỡ cái sản phẩm này của bên mình Thì bạn hoàn toàn là bạn sẽ là hối tiếc của bạn luôn Đây các bạn nhìn nhá, bút dạ là che phủ tuyệt đối luôn Gần như là che phủ tuyệt đối luôn này Và bây giờ Ok không ạ? Đây các bạn nhìn thấy nhá, rất là rõ Mình vẽ rất là đậm Rất là đậm luôn, không hề mờ Và nếu như ngày hôm nay bạn bị mụn hay là bạn bị thâm ra mụn để lại Hay mặt bạn có những cái đốm tàn nhang Hay mặt bạn không đều màu hay mặt mà, mà bạn bị sạm Thì cái phấn nước này đều có thể giải quyết được tất cả mọi vấn đề trên khuôn mặt của các bạn Và đây là một sự uh, lựa chọn hoàn toàn là tuyệt đối Và rất là tuyệt vời dành cho các bạn Và nếu như ngày hôm nay bạn bỏ lỡ cái cơ hội sở hữu, sở hữu em phấn nước này thì Phượng thật sự là Phượng sẽ, sẽ tiếc cho bạn luôn <laughs> OK nhá, bây giờ là mình sẽ dặm bên này luôn, mình sẽ dặm luôn phần nước của bên này và tí nữa thì mình sẽ dặm bên này tiếp và mình còn bên này thì mình sẽ thoa son và các bạn biết là son lip with lip của bên mình là một trong những dòng son cực kỳ siêu siêu lì, siêu siêu lì luôn ạ à. và gần như là sẽ không bao giờ trôi và nếu như mà phượng mà, mà bôi son kẻ son lên trên mặt và nếu như mà và phấn nước của bên mình có thể che phủ được cả cái vết son này nữa thì các bạn hoàn toàn các bạn yên tâm tuyệt đối luôn. Và một hộp phấn nước của bên này của bên mình có giá là 320 000 nhá. Và nếu như bạn nào mua hàng thì các bạn hãy comment số điện thoại và địa chỉ của các bạn dưới cái livestream này và đại lý của bên mình ở khu vực gần nhất sẽ liên hệ với các bạn để giao hàng free cho các bạn nhé <laughs> À, các bạn cứ comment đi ạ, à? các bạn comment nhé Ngày hôm nay thì Phượng sẽ dành tặng cho các bạn Đó là uh, 5 hộp phấn nước 5 hộp phấn nước trị giá 320.000 Dành tặng cho bạn nào làm đầy đủ ở trên Ngoài ra thì các bạn hãy comment Các bạn hãy comment uh, số điện thoại, địa chỉ và họ tên của các bạn vào đây Và các bạn hãy comment lý do Vì sao các bạn mong muốn sở hữu em phấn nước này Phượng sẽ dành tặng 5 hộp phấn nước trị giá 320 000 dành cho 5 bạn làm đầy đủ các bước nhất. Thứ nhất là các bạn chia sẻ ít nhất 3 lần trên nhóm cá nhân. Thứ hai là các bạn chia sẻ ít nhất 30 lần trên các nhóm và chúng ta sẽ ưu tiên các nhóm mà cái livestream này của Phượng được đăng công khai ạ. Chúng ta sẽ ưu tiên các nhóm đó. Và các bạn hãy ấn follow kết bạn và theo dõi Facebook của Phượng. <laughs> Bởi vì là một tuần ít nhất là Phượng sẽ làm 3 mini game tặng quà cho các bạn và nếu như ngày hôm nay bạn theo dõi Facebook của Phượng thường xuyên hơn thì bạn sẽ có cơ hội được nhận quà tặng miễn phí từ Phượng và có thể là quà tặng sẽ có giá trị là từ 250 000 đồng cho đến là 1 triệu đồng. Và nếu như ngày hôm nay bạn theo dõi follow Facebook của Phượng nhiều hơn thì bạn sẽ có cơ hội trở thành người may mắn nhận được quà từ Phượng nhá. Và chúng ta hãy theo dõi kết bạn và follow Facebook của Phượng. Ngoài ra thì các bạn hãy chia sẻ livestream này ít nhất 3 lần trên trang cá nhân và 30 lần trên các nhóm. Chúng ta sẽ ưu tiên các nhóm có xuất hiện live này Và tiếp theo các bạn hãy comment họ tên số điện thoại và địa chỉ của các bạn vào đây Sau đó thì các bạn hãy comment thêm một điều là Lý do vì sao các bạn mong muốn được nhận em phần nước này à, Và sau cái kết thúc cái livestream này thì Phượng sẽ chọn ra 5 bạn Có cái comment ấn tượng nhất, đặc biệt nhất và hay nhất Thì Phượng sẽ dành tặng là 5 hộp phần nước dành cho các bạn nhé à, Các bạn hãy comment vào cuối cái livestream này Thì Phượng sẽ chọn ra 5 bạn luôn Và nếu như là khi mà Phượng đọc tên 5 bạn đó mà các bạn không online Thì Phượng sẽ dành tặng cái món quà này cho bạn khác Ok không ạ? À, Phượng sẽ dành tặng là 5 món quà đó là 5 hộp phấn nước dành cho 5 bạn Có cái comment hay nhất, ấn tượng nhất và đặc biệt nhất Và nếu như ngày hôm nay mà cuối livestream này mà Phượng đọc tên 5 bạn trúng giải, may mắn trúng giải Và nếu như các bạn không online thì Phượng sẽ dành tặng cơ hội đó cho một bạn khác ạ Nên là cả nhà chúng ta hay theo dõi livestream từ đầu đến cuối đi nhá Và cuối buổi sẽ có một mini game rất là hay nữa đấy ạ Uh, bạn ơi son lip with lip này của bên mình có giá là 245 nghìn Trong khi đó là sẽ tặng kèm là một uh, ủ môi và một tẩy da chết cho môi nhá Một combo son lip with lip là 245 nghìn mà mình được tặng kèm là một tẩy da chết cho môi và một ủ môi Và cái combo son lip này là con uh, combo son siêu lì của bên mình và hiện tại thì son lip bên mình có 5 màu thứ nhất là màu đỏ cam thứ hai là màu hồng tây thứ ba là màu đỏ tươi thứ tư là màu cam đất và thứ năm là màu cam san hô À, một combo salit của bên mình có giá là 245 000 bạn nhé bao gồm tặng kèm luôn là tẩy da chết cho môi và ủ môi các bạn nhìn không các bạn nhìn thấy không ạ các bạn nhìn thấy là phấn nước của bên mình che phủ được hết chứ phượng không hề lau tức là khi mà các bạn đa phần là cái bạn nhìn chỉ rất là đậm và đa phần là khi mà biết các bạn là tất cả các loại phấn khác mà muốn che phủ được khuyết điểm trên mặt tự ra phần là rất là miết tức là cứ trà 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 và ra như này nhưng mà bạn thấy là từ trước đến nay từ từ lúc đấy đến giờ là phượng chỉ có rậm như này thôi ạ à. đó tức là phượng chỉ có rậm phấn thôi sẽ tha như này và không hề là lau Các bạn hãy chia sẻ livestream này để trở thành người may mắn nhận được quà nhé. À, 5 phần quà đó là 5 phần nước. Uh, video dành tặng cho năm bạn có comment hay nhất ấn tượng nhất và đặc biệt nhất và cuối livestream này thì phượng sẽ chọn ra năm bạn có cái comment hay nhất đấy để nhận được quà và nếu như cuối livestream này mà phượng đọc tên năm bạn đó và nếu như mà các bạn không online ấy, thì phượng sẽ dành tặng phần quà may mắn cho người khác nhé uh, nguyễn thu hương uh, em ơi phần nước của bên chị có giá là 320 000 hai em nhé và nếu như bạn nào đặt hàng thì các bạn hãy comment điện thoại uh, và địa chỉ của các bạn ở đây thì đại lý của bên mình sẽ ở gần nhất sẽ giao hàng cho các bạn. Em ơi phần nước của bên chị có giá là 320 000 em nhé. À, chúng ta hãy comment, chúng ta hãy comment là lý do vì sao các bạn mong muốn được nhận được sở hữu em phần nước này của bên mình nhá. Chúng Phượng sẽ dành tặng là 5 phần quà là 5 phần nước này dành tặng cho 5 bạn có. Thứ nhất là các bạn làm đầy đủ các bước ở trên và thứ hai là các bạn hãy comment là lý do vì sao các bạn mong muốn được sở hữu em phần nước này và các bạn comment luôn là họ tên địa chỉ và số điện thoại của các bạn để phượng có thể liên hệ với các bạn để gửi hàng nhé và ngoài ra sau cuối cái livestream này mà phượng đọc tên năm bạn may mắn đó và nếu như là bạn nào mà không online mà khi mà phượng đọc tên mà không thấy các bạn online ấy thì phượng sẽ dành tặng phần quà này cho người khác nhé ok đây ạ cả nhà chúng ta xem ạ các bạn xem ạ, à, các bạn xem nhá. Các bạn xem này, các bạn xem độ che khuyết điểm của phần nước nhá. Các bạn tất cả những ai mua hàng, tất cả các khách hàng mua hàng các bạn hoàn toàn các bạn yên tâm tuyệt đối là uh, Phượng là người đứng ra cam kết chất lượng cho các bạn và Phượng cam kết là tất các loại phấn nước trên thị trường không hề có một loại phấn nước nào tuyệt vời hơn phấn nước của Fidius và khi bạn là khách hàng sử dụng thì bạn hoàn toàn có thể yên tâm tuyệt đối. Thứ nhất là về độ che phủ của phấn nước, cái thứ hai là về độ uh, mịn của phấn nước thì các bạn hoàn toàn yên tâm là phấn nước của bên mình rất là mềm mịn, da mặt của bạn không hề lộ và rất là mướt. Và ngoài ra là uh, cái phấn nước của bên mình ngoài cái cái thành phần mà che khuyết điểm dưỡng trắng da thì phấn nước của bên mình còn có thành phần chống nắng. Cái độ chống nắng của phấn nước bên mình nó là 40 PA+. Cộng. Các bạn nhìn ạ, cho dù là Phượng vẽ cái Phượng kẻ trì đậm đến như thế nào đi chăng nữa Thì cái độ che khuyết điểm của em phấn nước thì cực kỳ tuyệt vời Các bạn nhìn, gần như là tất cả các khuyết điểm trên mặt của các bạn là hoàn toàn là không hề có nữa Bây giờ nhá, bây giờ như đã nói là Phượng sẽ dập bằng son đây các bạn nhìn nhá, phượng quét rất là nhiều lần luôn. Ok không ạ? À? Bây giờ nếu như mà cái phần nước của bên mình thứ nhất là uh, thứ nhất là bút dạ che che phủ rồi, rồi các bạn nhìn thấy nhá, không hề lộ. Bút dạ rất là ok, rất là đẹp. Uh, cái ngoài ra thì phượng uh, còn vẽ lên bằng bút này, thì các bạn biết cái bút này thì cực kỳ đậm cái thứ nhất cái thứ hai là riêng cái bút dạ này mà các bạn viết ở trên các cái thùng cát tông gửi hàng thì các bạn là không bao giờ trôi không bao giờ trôi luôn và nếu như ngày hôm nay khi mà phượng viết phượng viết cái bút này trên mặt của mình mà nếu như cái phấn nước của bên mình mà che phủ được cả các cái khuyết điểm như này thì các bạn hoàn toàn các bạn yên tâm là tất cả các vết thâm trên mặt của các bạn đều được che phủ hết nhé thơ trần ok à, bạn ơi bạn cho mình xin địa chỉ để bên mình giao hàng cho bạn nhé à, thơ trần cho bạn cho mình một hộp số điện thoại là 0169 218 9356 Bạn ơi, bạn thơ trần ơi, bạn hãy comment địa chỉ của bạn vào đây để biết mình có thể gửi hàng cho bạn nhé Các bạn nhìn đây ạ, à, đây là vết son Vết son là Phượng vừa mới vẽ lên trên khuôn mặt để của mình để tí nữa Thì chờ cái vết son này nó khô ấy Thì mình sẽ dặm phấn phủ này lên để các bạn biết là cái độ che phủ tuyệt vời của phấn nước như thế nào Ngoài ra thì các bạn biết là cái chì này Cái chì kẻ mắt của Phineas bên mình nhá Bạn biết là nếu như bạn nào mà đã sử dụng chì kẻ mắt của bên mình rồi Thì các bạn biết là cái chì của bên mình rất là đậm Cực kỳ đậm Đây các bạn biết là khi mà mình vẽ ra tay nó đậm như thế này Thì khi mà mình vẽ cái chì này trên mặt của mình á Thì là cái mặt của mình thì hoàn toàn rất là độ che phủ rất là tuyệt vời Ngọc Ái Em ơi phấn nước của bên chị là nguyên liệu là được nhập khẩu từ châu Âu Và chuyển ra công nghệ tại Hà, tại Việt Nam em nhá tất cả mọi nguyên liệu của bên chị là đều được nhập khẩu từ châu Âu và bên chị, bên công ty chị là đại diện duy nhất của tập đoàn Safona tại Mỹ. Bên chị là tập đoàn duy nhất được ký hợp đồng với tập đoàn Safona tại Mỹ. Và em có thể search trên mạng là tập đoàn Safona tại Mỹ thì nó là một trong những tập đoàn mà lớn nhất tại Mỹ chuyên cung cấp các nguyên liệu chất lượng dành cho các thị trường và cho các đối tác sản xuất mỹ phẩm. Và rất là may mắn là bên chị là đối tác độc quyền tại Việt Nam phân phối nguyên liệu của tập đoàn Savona tại mỹ và tất cả mọi nguyên liệu của bên chị đều được nhập khẩu tại mỹ và được chuyển ra công nghệ tại việt nam đây các bạn nhìn nhá cái phần nước và chị cam kết với em rằng là tất cả mọi phần nước trên thị trường thì tất cả các loại đều không bao giờ cái độ cái so sánh về chất lượng thì không bao giờ bằng phần nước của bên chị được và nếu như ngày hôm nay em chứng minh được là các loại phần nước trên thị trường mà nếu như cái độ tuyệt vời cái về độ tuyệt vời thứ hai, cái thứ nhất về độ tuyệt vời thứ hai là về độ uh, về về thành phần. Nếu như hơn được cái phần nước của video thì chị sẵn sàng chị dành tặng cho em là 10 hộp free luôn. Và nếu như em chứng minh được là phần nước của các uh, hãng khác mà tuyệt vời hơn phần nước bên chị thì chị sẽ dành tặng cho em là 10 hộp nhá. Phương Mai, uh, Phương Mai ơi, nhà mình ở Hà Đông bạn nhá. Và nếu như mà bạn có nhu cầu mua hàng thì bạn có thể là qua tại trực tiếp nhà mình để bạn trực tiếp bạn xem sản phẩm nhá. Bạn có thể thử sản phẩm luôn các bạn chờ nhé các bạn chờ cái son này nó khô một tí son kem thì đây chưa khô son kem thì nó hơi lâu một tí chờ khi nào cái vết son này khô thì phượng sẽ lấy phấn nước và phượng che khuyết điểm à, các bạn thân mến làm bản thân phượng là một trong những tín đồ cực kỳ yêu thích phấn nước và các bạn biết là bản thân phượng sở hữu rất nhiều các loại phấn nước khác nhau trên thị trường và các bạn biết ví dụ như đây là một loại này đây là misa đây là một loại misa của phần nước của hàn quốc và cái misa này là bản thân là chị gái của phượng à, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại hàn quốc và lấy trong hàn quốc và chính chị gái phượng là người mua cái phần nước misa này tại serum misa chính hãng của hàn quốc và mua về gửi về việt nam cho phượng và tất cả các loại phấn nước và son Chanel mà phượng đang sử dụng thì tất cả các sản phẩm đó là phượng đều mua tại serum tại hàn quốc luôn đây là misa này và đây là hera đây là CC cream và đây là Ipo Ngoài ra thì Phượng có sử dụng một số phấn nước của Thái Lan Ví dụ như là 888 ấy Thì Phượng không hề hài lòng một chí nào, một chút nào luôn Bởi vì thứ nhất là về cái độ che khuyết điểm của nó thì hoàn toàn không Và cái thứ hai là khi mà các bạn đánh lên nó không bao giờ thật mặt Nó rất là lộ Nó rất là lộ luôn mà khi mà các bạn đánh quá nhiều Thì cái phấn nước thì nó sẽ bị khô Da mặt của các bạn bị khô và ngoài ra thì tất cả các loại phấn nước khác thì nó đều không có thành phần chống nắng Và đấy là cái mà Phượng không hề thích Bởi vì là nếu như ngày hôm nay mà mình trang điểm và mình đi ra nắng nhiều Thì nếu như mình không có kem chống nắng thì da mặt của bạn rất dễ bị sinh ra nám à, Đây đây chính là lý do vì sao mà Phượng rất là thích cái phấn nước của Fidus Bởi vì là ngoài công dụng che khuyết điểm da dưỡng trắng da Thì cái phấn nước của Fidus có còn có thành phần chống nắng nữa các bạn nhìn nhá, Ok cũng khô rồi đấy Bây giờ mình sẽ thử luôn Đây các bạn nhìn lắm Phấn nước của Phineas đây ạ Và bản thân vừa đã sử dụng hết hai hộp rồi Hồng nhí nhớ chào em Chào Hồng nhí nhớ Ok bạn ơi một hộp phấn nước của bên mình có giá là 320.000 nhá Những bạn nào mà đặt hàng thì các bạn vui lòng Các bạn hãy comment họ tên số điện thoại và địa chỉ của các bạn ở dưới cái livestream này Và đại lý của mình ở khu vực gần nhất sẽ liên hệ với các bạn để giao hàng free cho các bạn nhé và sau cái livestream này thì Phượng sẽ dành tặng là 5 hộp phấn nước dành cho tặng cho 5 bạn làm đúng và đầy đủ các bước trên. Và sau đó thì các bạn hãy comment luôn lý do vì sao các bạn mong muốn được sở hữu em phấn nước này. Và cuối livestream này thì Phượng sẽ dành tặng 5 hộp phấn nước trị giá là 320 000 dành tặng cho 5 bạn. Thử... <cười> <cười> thứ nhất là các bạn làm đầy đủ các bước trên và thứ hai là các bạn hãy comment lý do vì sao các bạn mong muốn sở hữu sản phẩm này và phượng sẽ chọn ra 5 comment hay nhất đặc biệt nhất và ấn tượng nhất để dành tặng 5 phần quà cho các bạn ok và cuối livestream này nếu như mà phượng gọi tên các bạn mà các bạn không online thì phượng sẽ hủy món quà luôn ạ à. nếu như mà cuối buổi livestream này mà phượng gọi tên các bạn mà các bạn không online thì phượng sẽ hủy luôn món quà và phượng sẽ dành tặng món quà này cho người khác nhé lan hương em đã sử dụng Uh, bộ sản phẩm chị nám rất ưng ý Mong được nhận món quà từ chị Để có cơ hội che khuyết điểm để em tự tin hơn Cảm ơn Lan Hương nhá, cảm ơn em <laughs> Đây các bạn nhìn nhá <laughs> Bút dạ như này mà Phượng đã kể trên khuôn mặt của mình Bây giờ Phượng sẽ sử dụng em phấn nước của Fidus Để che phủ khuyết điểm ạ à. Mình không hề miết ạ à. Mà kể cả cái bút này các bạn có miết thì nó cũng không hề trôi luôn Các bạn nhìn nhá mình sẽ sử dụng phấn nước để dặm để che phủ khuyết điểm để các bạn biết là cái độ che khuyết điểm các bút cái bút này rất là đậm nha các bạn nhìn nhá rất là đậm luôn nếu như ngày hôm nay phấn nước của bên mình có thể che phủ được thứ nhất là son thứ hai là bút dạ cái mắt thứ ba là bút dạ mà các bạn hay viết trên thùng cắt tông ấy và nếu như mà che phủ được tất cả các khuyết điểm này thì không có lý do gì mà bạn không sở hữu em phấn nước này cả và đây sẽ là một trong những cái món quà mà một trong những cái món đồ mà các bạn nữ không đặc biệt là các bạn nữ nên sở hữu ạ chúng ta hãy sưu tập vào trong cái bộ uh, trang điểm make up của mình nhé ngọc ái em đã sử dụng rất nhiều loại phấn nước nhưng không che được khuyết điểm đúng rồi bản thân chị cũng sử dụng rất là nhiều các loại phấn nước khác nhau nhưng mà Đều không che được khuyết điểm Và chính vì vậy nên là Khi mà sử dụng phấn nước của Fidius này Chị hoàn toàn, chị rất là hài lòng Với cái độ uh, Thứ nhất là về cái độ che khuyết điểm Thứ hai là về cái độ mềm mịn, mướt Và cái thứ ba là cái độ chống nắng nữa ạ Ngoài ra thì cái phấn nước của bên chị Thì còn có cái thành phần là dưỡng trắng Và làm thông thoáng lỗ chân lông Và nếu như ngày hôm nay bạn nào mà bị mụn ý Thì đây là một trong những cái sản phẩm có thể cứu cánh cho các bạn luôn Là các bạn sử dụng Các bạn không hề bị lên mụn đâu ạ gấu anh dùng mê tít à, anh khôi anh đỗ quốc khôi ơi gấu của anh dùng rất là hài lòng à. anh làm ơn anh cho em xin fanpage nhá anh khôi ơi nếu như mà à, bạn gái của anh sử dụng hài lòng thì à, em có thể xin fanpage của bạn gái của anh anh có thể là gửi cho em cái một, một ít fanpage đúng không ạ à? các bạn thấy không ạ cái bút dạ rất là đậm đầu tiên rất là đậm và các bạn nhìn nhá nó còn rất là mờ và cái bút bút dạ như này còn cực kỳ mờ và cái bút cái trì cái mắt này thì hoàn toàn là không còn một tí nào nữa là các bạn nhìn nhá Phương Mai mình cũng sử dụng nhiều loại phấn nước nhưng không che được khuyết điểm à, Đúng rồi Phương Mai ạ Và đa phần là nếu như các bạn bị thâm do mụn để lại Hay là mặt của các bạn có quá nhiều các cái vết sạm Hay là các cái vết đốm ấy Đặc biệt là đốm màu ấy Thì các cái loại phấn nước khác thì không hề nào không thể nào mà che phủ được Nhưng mà cái hoàn toàn là cái phấn nước của bên mình hoàn toàn khác Các bạn nhìn đấy nhá Các bạn nhìn nhá và bản thân phượng đã vẽ là tất cả là ba lớp thứ nhất là bút cái chì cái mắt tức là cái bút dạ ấy. cái bút dạ cái mắt thì các bạn biết là rất là đậm đây các bạn nhìn tay mình à mình đã kẻ một lớp này rồi và phượng đã mà mình đã bản thân mình đã dặn một cái lớp phấn phủ để che phủ cái khuyết điểm đó đây các bạn nhìn nhá hết ạ à. gần như là tuyệt đối nó chỉ còn hơi hơi mờ mờ thôi và nếu như là đây là đây là khi mà phượng vẽ bằng cái bút dạ này mà phượng kẻ rất là đậm phượng kẻ rất là đậm chính vì vậy nên là Uh, khi mà dặm cái phấn phủ này thì nó còn mờ mờ như này Tức là về cái độ che phủ tuyệt đối thì nó được là 80% Các bạn nhé Riêng cái phấn nước của Fideos Nếu như các bạn có các cái khuyết điểm nó quá là đậm Thì cái độ che phủ khuyết điểm của bên mình là 80% <laughs> Nguyễn Văn Vinh uh, Tặng cho em Tặng cho em đi chị để em dùng thử <laughs> Uh, anh Vinh ơi, anh có thể là mua một hộp phấn nước này dành tặng cho bà xã của mình nhá. Một hộp phấn nước này của bên em có giá là 320 000 ạ. Cả nhà thấy ok không ạ? À? Có tuyệt vời không ạ? À? Đây đây là bản thân mình đã dặn tất cả là hai lần phấn. Thứ nhất là một lần phấn để che phủ khuyết điểm đó là chỉ cái mắt bút dạ cái mắt như thế này. Cái thứ hai là cái bút dạ mà các bạn hay viết trên thùng cắt tông để các bạn ghi địa chỉ. Và cái thứ ba đây là viết son. Và các bạn biết là đặc biệt là son lip của bên mình thì là một trong những dòng son siêu siêu lì là các bạn biết là mà để che phủ được cái khuyết điểm của cái son này thì cực kỳ hoàn toàn khó luôn <laughs> Bởi vì là son bên mình lâu trôi Bây giờ thì mình sẽ dặm cái phần nước này trên cái viết son này nhá Để các bạn biết là cái độ che phủ như thế nào ạ <laughs> Đây nhá, mình cũng chỉ dặm thôi ạ, à, mình không hề miết Đây các bạn biết là cái vết son loang ra đúng không ạ? Các bạn vết son này loang ra rất là nhiều Các bạn nhìn nó vết son này bắt đầu loang ra này Và nếu như ngày hôm nay mà cái phấn phủ của bên mình ấy nó có thể là đánh tan được tất cả mọi khuyết điểm trên mặt thứ nhất là vết son của các bạn thứ hai là các cái bút bút dạ mà các bạn viết trên thùng cắt tông như này cái thứ ba là chỉ kể mắt bằng bút dạ và đặc biệt là các bạn nhìn nhá khỏi cần đánh má hồng luôn đúng rồi các bạn nhìn nếu nhá vết son phượng tô rất là đậm phượng còn chì kè tức là khi mà phượng kè lên mặt và phượng còn di đi di lại di đi di lại để cho nó rất là đậm để khi mà mà mình đánh như này các bạn biết là thứ nhất là về cái độ che khuyết điểm thứ hai là các bạn về cái độ mà các bạn nhìn nhá rất là mềm siêu siêu mềm cái phần nước của bên mình là siêu siêu mềm luôn các bạn nhé siêu siêu mềm rất là mịn các bạn thấy có lộ không ạ so với mặt bên này không khác nhau không hề khác nhau nó chỉ là hồng hơn một chút bởi vì là là viết son mà thì đương nhiên nó sẽ hồng hơn là các bạn biết ạ à? so với bên này hoàn toàn không hề khác nhau đúng không ạ à? ok đây là đây là tất cả những cái gì mà phụ muốn chia sẻ với các bạn về cái dòng phấn nước của bên mình và đây là một trong những dòng phấn nước rất là tuyệt vời và nếu như ngày hôm nay bạn kiểm chứng và bạn chứng minh được là cái dòng phấn nước ở bên ngoài thị trường khác nó có chất lượng hơn dòng phấn nước của Philips bên mình thì mình sẵn sẵn sàng dành tặng cho các bạn là 10 hộp phấn nước free luôn. Và nếu như ngày hôm nay bạn muốn sở hữu em phấn nước này thì bạn hãy để lại số điện thoại địa chỉ và họ tên của các bạn để đại lý của bên mình ở khu vực gần nhất sẽ liên hệ với các bạn để gửi hàng cho các bạn free. Và một hộp phấn nước này của bên mình có giá là 320 000 các bạn nhé và các bạn hoàn toàn các bạn yên tâm là phượng cam kết với các bạn thứ nhất là về chất lượng thứ hai là về độ che khuyết điểm và cái thứ ba là khi mà bạn sử dụng bạn Cam kết với các bạn là bạn thực sự là bạn hài lòng Và bạn có thể là tin tưởng tuyệt đối luôn Và bây giờ thì Phượng sẽ chọn ra ba bạn 5 bạn có cái comment hay nhất Ấn tượng nhất để dành tặng 5 phần quà cho các bạn nhé <laughs> Ok bây giờ thì uh, Cả nhà chúng ta còn online không ạ à? Em bị quầng thâm mắt nhiều Dùng loại nào cũng không che được Viết thâm quầng mắt Tặng phấn nước cho em đi Để em trải nghiệm sản phẩm uh, Tận hưởng ừ, sự tuyệt vời tự tin ra ngoài đường ok ok nhá bây giờ thì vợ uh, phượng sẽ chọn ra năm bạn có cái comment hay nhất ấn tượng nhất và đặc biệt nhất thì phượng sẽ dành tặng là năm cái năm phấn nước dành cho năm bạn năm phần nước dành cho tặng cho năm bạn có comment hay nhất ấn tượng nhất và đặc biệt nhất và đặc biệt là các bạn phải làm đúng và đầy đủ các bước trên thứ nhất là các bạn hãy follow kết bạn và xem trước facebook của phượng cái thứ hai là các bạn à, chia sẻ ít nhất ba lần trên trang cá nhân và 30 lần trên các nhóm sau đó thì các bạn hãy chụp ảnh lại khi mà các bạn chia sẻ đến các nhóm là các bạn phải chụp ảnh lại nhé và ưu tiên là các nhóm mà ưu tiên là các nhóm mà các cái hội mà bạn có thể đăng được livestream này lên ý tức là cái livestream này được phê duyệt ấy À, sau đó các bạn hãy comment luôn họ tên số điện thoại và địa chỉ các bạn dưới này và các bạn comment là lý do vì sao các bạn mong muốn được sở hữu em phấn nước này để Phượng có thể là gửi hàng cho các bạn nhé. Và nếu như mà Phượng đọc tên năm bạn may mắn à, được nhận phần nước và nếu như các bạn nào không online thì Phượng sẽ hủy món quà đó và dành tặng cho bạn khác nhé. Ok không ạ? À? không có phụ nữ xấu chỉ có phụ nữ chưa biết làm đẹp đúng rồi đúng rồi an trịnh đúng rồi bạn ạ ok như cái điện thoại này không không xem được hết ok mình sẽ xem lướt từ trên này luôn nhá chắc phải đeo kính vào bởi vì là nó hơi mờ À, Nguyễn Thu Hương à, Thu Hương ơi phần nước của bên chị có giá là 320.000 em nhé. Phần nước của bên chị là có giá là 320.000 Ok nhé Thu Hoàng, Em mong muốn được sở hữu phấn nước Vì phấn nước nhà mình dùng thích ra man Che phủ khuyết điểm tuyệt đối Đánh lên mịn như da thật Yêu à, Vừa chống nắng lại vừa có thành phần dưỡng da Chưa có sản phẩm nào vượt trội như vậy Nguyên Phương, chị ơi em làm đầy đủ các bước cả rồi chị tặng em nhé Mong ước của em chỉ muốn được tặng một phấn nước dùng thử để xem độ uh, phủ vi diệu của nó Chị hạ ngưỡng mộ quá mà hôm qua em bị nhớ rồi Mong ước được quà mùng 8 tháng 3 mụn của chị Mai Trần, sản phẩm vừa túi tiền vừa an toàn lại mang lại cho bạn một sự hài lòng Thì sao bạn còn ngần ngại quyết định sử dụng sản phẩm của ma đấy anh kem Hồng Nguyễn rất thích em phấn nước này vì không chỉ có công dụng làm trắng đẹp mà còn mà phấn còn che phủ rất tốt dưỡng ẩm cho da và bảo vệ da khỏi tác nhân gây hại cho da Em dùng cái gì, lệ chảnh, em dùng cái gì cũng không yên tâm Dùng Phideos, phi em yên tâm tuyệt đối Bầu bì vẫn mê À, cảm ơn lệ chảnh nhé, cảm ơn em à, bùi phượng mình rất muốn mình rất muốn trải nghiệm sản phẩm này bởi da mình rất khó thích nghi mỹ phẩm mình đã sử dụng qua nhiều hãng nhưng thực sự chưa thấy sản phẩm nào phù hợp với da của mình hy vọng đây là sản phẩm giúp mình có thể tự tin về làn da của mình và hy vọng may mắn ok à, món quà là một hộp phấn nước đầu tiên thì phượng sẽ dành tặng cho bạn bùi phượng nhé bạn bùi phượng ơi bạn còn online không thì bạn comment vào đây nhé Bạn Bùi Phượng ơi, bạn Bùi Phượng ơi, bạn còn online không thì bạn hãy comment vào đây nhá. món quà đầu tiên thì mình sẽ dành tặng cho đó cho bạn đó là bạn Bùi Phượng và chỉ cần là bạn làm đúng và đầy đủ các bước thì bạn sẽ có cơ hội được nhận quà là một phần nước trị giá 30 320 000 nhé. Thứ nhất là bạn Bùi Phượng, mình rất muốn được trải nghiệm sản phẩm này bởi ra mình rất khó thích nghi với mỹ phẩm. Mình đã sử dụng qua rất nhiều hãng mỹ phẩm nhưng chưa thực sự thấy sản phẩm nào phù hợp với da của mình và hy vọng đây là sản phẩm phù hợp với da của mình để giúp mình có thể tự tin và hy vọng may mắn sẽ mỉm cười với mình ok bùi phượng ok bùi phượng đây rồi ok bùi phượng nhá <laughs> uh, em ơi em comment em comment họ tên số điện thoại và địa chỉ của em dưới cái livestream này và em chia sẻ trên 30 nhóm thì em vui lòng chụp ảnh lại giúp chị nhá và em phải làm đầy đủ các bước thì em mới nhận được quà nhá em thích phấn trần huyền em thích phấn nước này vì phấn nước có mùi thơm là trưng của hoa hồng và lần đầu tiên dùng phấn nước mà em cảm thấy mềm mịn không bị lộ dùng như mà dùng mà như không ý kích thích cực luôn yêu thử giây phút mở hộp nắp mở nắp hộp thơm mềm mịn à phấn nước dùng tiết kiệm cực luôn chị ạ muốn đẹp như chị Phượng thì dùng phấn nước của chị thôi, ok. À, bạn thứ hai mình sẽ chọn đó là bạn Đoàn Việt Linh, bạn Đoàn Việt Linh ở Cẩm Giàng Hải Dương ở khu công khu công nghiệp Tân Trường. À, bạn bạn Đoàn Việt Linh, bạn Đoàn Việt Linh ơi, nếu như bạn còn online thì bạn hãy comment nhé, bạn hãy comment lại để cho mình biết để mình có thể gửi quà cho bạn nhé. bạn thứ hai mình chọn đó là bạn Đoàn Việt Linh. phấn nước khi sử dụng phấn nước này ra mà rất là tự nhiên không lộ vân kem làm uh, kem làm cho em rất là tự tin khi ra ngoài nên em mong muốn nhận được một hộp phấn nước của chị hồng mây phấn nước phrier mềm mịn không làm bí da đoàn tâm phấn nước dùng thích giảm man độ che khuyết điểm ok Khánh Huyền Phan Hôm nay sẽ gửi tặng cho bạn nhé Và chỉ cần là Khánh Huyền Phan Ngày hôm nay bạn Đoàn Việt Linh Ok Đoàn Việt Linh còn online nhé Ok Đoàn Việt Linh à, Sẽ có hai món quà là dành cho bạn Bùi Phượng cái thứ hai là bạn Đoàn Việt Linh ok rồi Thứ ba là mình sẽ gửi cho bạn Khánh Huyền Phan Và nếu như ngày hôm nay Khánh Huyền Phan mà không làm đủ các bước Thì Khánh Huyền Phan sẽ không nhận được quà nhé Khánh Huyền Phan nhá, Khánh Huyền Phan Khánh Huyền Phan Bạn phải chia sẻ Ít nhất là 30 lần trên các nhóm, 3 lần trên trang cá nhân và bạn hãy follow kết bạn Facebook của Phượng nhé ba bạn rồi lan hương Em đã sử dụng sản phẩm trị nám rồi rất ưng ý mong nhận được quà của chị để có thể che khuyết điểm để giúp em tự tin hơn. À, phương mai mình sử dụng rất nhiều loại phân nước nhưng không che được khuyết điểm các bạn chú ý là mình sẽ chọn ra livestream à comment có ấn tượng nhất hay nhất ok à, món quà thứ ba món quà thứ ba thì mình sẽ dành tặng cho em chiến loan Chị Loan nhá Chị Loan được quà nhá Em bị quầng thâm mắt rất nhiều Dùng loại nào cũng không che được thâm quầng mắt Tặng em một phấn nước để em có thể trải nghiệm sản phẩm tận hưởng sự tuyệt vời Tự tin khi ra ngoài Cảm nhận là con gái thật tuyệt Ok chị Loan nhá <laughs> bốn bạn nhận được quà rồi nhá Uh, thứ nhất là bạn uh, mình đọc lại nhé bốn bạn nhận được quà là thứ nhất là bạn đoàn việt linh thứ hai là bạn bùi phượng thứ ba là bạn uh, nguyễn huyền phan thứ tư là bạn chiến loan thứ năm thứ năm <laughs> ok thứ năm là nguyễn phương nhé <laughs> thứ năm là nguyễn phương và nếu như mà nguyễn phương mà không làm đầy đủ các bước thì sẽ không nhận được quà nhé nguyễn phương nhá <laughs> thứ ba là bạn nguyễn phương <laughs> nguyễn phương ơi nếu như ngày hôm nay em không làm em không làm đầy đủ các bước uh, em sẽ không nhận được quà nhá <laughs> uh, các bạn thân mến năm bạn may mắn nhận được quà đã có thông báo rồi và ngày hôm nay là rất là uh, cảm ơn cả nhà vì đã theo dõi livestream của mình từ đầu đến cuối cảm ơn các bạn, cảm ơn cả nhà đã theo dõi livestream của vợ từ đầu đến cuối à, và thực sự là bạn bạn vợ chồng nhà chiến loan rất là may mắn bởi vì là chơi livestream nào vợ chồng nhà em ấy cũng được quà đúng không loan từ trước đến nay chơi livestream của chị lần nào vợ chồng em cũng được quà bởi vì sao bởi vì là à, hai vợ chồng nhà em ấy rất là chăm theo dõi livestream từ đầu đến cuối cho dù là phượng làm livestream một tiếng rưỡi hay là làm hai tiếng thì hai vợ chồng nhà em ấy cũng theo dõi từ đầu đến cuối và chưa hề bỏ lỡ bất kỳ một cái livestream nào và cho dù là bài đăng của phượng thì bản thân hai vợ chồng nhà em mới tương tác rất là tốt thứ nhất là em mới chia sẻ này thứ hai là em comment này thứ ba là em đi like à, khi mà em mới comment ấy thì không bao giờ comment bằng icon tức là đàn comment bằng lời và bà phượng sẽ ưu tiên những cái comment như vậy thì đương nhiên là nếu như ngày hôm nay bạn nào theo dõi và bạn nào follow facebook của phượng thường xuyên thì phượng cũng sẽ dành tặng quà cho bạn và các bạn chú ý là mỗi một tuần thì phượng sẽ chọn ra một bạn có độ tương tác cao nhất một đến hai bạn có độ tương tác cao nhất và Chăm follow Facebook của Phượng nhiều nhất để dành tặng quà cho các bạn Có thể là những chiếc thẻ cào trị giá 2 300 nghìn hoặc là có thể là những sản phẩm trị giá từ 300 cho đến 1 triệu đồng Và nếu như ngày hôm nay bạn mong muốn nhận được quà từ Phượng và bạn mong muốn là nhận được lộc từ Phượng Thì các bạn hãy follow Facebook của Phượng thường xuyên hơn, các bạn hãy comment, chia sẻ và các bạn hãy like Các cái bài mà Phượng đăng lên thì các bạn hãy theo dõi thường xuyên hơn để các bạn nhận được quà nhé và cuối tuần này như thường lệ là chủ nhật thì Phượng sẽ chốt danh sách là một đến hai bạn chăm follow của Facebook của Phượng nhiều nhất để các bạn nhận được quà. Thứ nhất là các bạn comment các bạn không được comment bằng icon và các bạn comment bằng lời á. Cái thứ hai là các bạn chia sẻ và cái thứ ba là các bạn like. Và đặc biệt là tất cả các live stream của Phượng là các bạn theo dõi từ đầu đến cuối thì các bạn sẽ nhận được quà nhé Và ngày hôm nay thì Phượng sẽ chọn ra <laughs> Phượng sẽ chọn ra một số bạn được giải khuyến khích là được tặng son kem Fideos nữa thì cái này thì phượng sẽ sẽ xem và phượng sẽ kiểm tra lại luôn cái live stream là những bạn nào được giải khuyến thích nhá thứ nhất là thứ nhất là đoàn tâm à, đoàn tâm thì chị sẽ dành tặng cho em là một chiếc son kem đớt bởi vì là em theo dõi live stream từ đầu đến cuối nhá vợ chồng nhà đoàn tâm vợ chồng nhà đoàn tâm nào <laughs> vợ chồng nhà đoàn tâm này thứ hai là ok thứ hai là thứ hai là thu hằng đoàn tâm và thu hằng thứ hai là thu hằng em thu hằng này đoàn tâm này thu hằng này còn ai đang online nhỉ ok cái này là phượng phải kiểm tra lại các bạn là xem ai Uh, theo dõi livestream từ đầu đến cuối nhá theo dõi livestream từ đầu đến cuối thì các bạn mới được quà chứ không phải là đến tận bây giờ mà các bạn vào xem livestream mà các bạn được quà đâu ạ à. cái này là rất là công bằng là phượng uh, bản thân phượng sẽ biết là bạn nào theo dõi livestream từ đầu đến cuối và bạn nào comment từ đầu đến cuối là các bạn sẽ nhận được quà nhá và tất cả các buổi livestream của phượng đều sẽ có quà và biết đâu đó thì bạn sẽ là một trong những người may mắn nhận được quà vì vậy là hãy theo dõi livestream của phượng nhiều hơn hãy uh, theo dõi livestream của phượng nhiều hơn nhá các bạn nhé <laughs> À, nếu như mà phượng bảo sót bạn nào thì bạn hãy ấy nhá à, Nguyễn Phương ơi bạn được nhận phần nước rồi Nguyễn Phương nhá bạn được nhận phần nước và nếu như ngày hôm nay bạn không làm đầy đủ bước thì bạn sẽ không nhận được quà à, những bạn nào được nhận phần nước rồi thì không sẽ không được nhận giải khuyến khích đâu ạ à. nhá nếu như bạn nào mà nhận được giải uh, phấn nước rồi thì các bạn sẽ không được nhận giải khuyến khích nữa và khuyến khích này thì phượng sẽ dành tặng cho vài bạn theo dõi livestream từ đời đến cuối và tương tác với facebook của vợ thường xuyên nhất thứ nhất là thu hàng này thứ hai là đoàn tâm này vợ chồng nhà đoàn tâm này rất là tích cực ạ rất là follow facebook của vợ thường xuyên <laughs> thứ ba là uhm, chọn ai ta chọn ai ra nhỉ uhm ok kiểm tra lại nhé kiểm tra lại xem hiện tại là còn ai đang online ạ thứ ba là thứ ba là thứ ba hình như là lệ chảnh nhận được quà của chị rồi mà Lệ ơi, hình như em có nhận được quà của chị rồi mà đúng không? Khánh Bình, Khánh Bình hôm qua em cũng nhận được phấn nước rồi mà Phấn nước hay là son nhờ Khánh Bình nhờ À phấn nước Hôm qua em nhận được phấn nước rồi rồi Hôm nay em dành tặng cho bạn khác nhá à... Thứ ba là Ok Lan Hương nhá, chị tặng em Ok Lan Hương Các bạn chú ý là những bạn nào mà nhận được quà từ phượng ấy thì các bạn à, khi mà các bạn nhận được quà thì các bạn hãy chụp ảnh và các bạn tăng tên của phượng mà nhá và nếu như bạn nhận được quà của phượng mà bạn không tăng tên facebook của phượng thì lần sau phượng sẽ không gửi quà cho bạn nữa à, nguyễn phương ơi nguyễn phương ơi em được à, em được tặng phần nước rồi vì vậy em không được tặng son nhá nguyễn phương nhá nhưng bạn nào mà được tặng phần nước rồi sẽ không được tặng son ok à, lần trước lệ chảnh ơi lần trước em được quà rồi mà lần trước được quà rồi <laughs> lan hương nhá chị tặng cho em nhá ok lan hương chị tặng cho em khánh bình ơi hôm qua được phấn nước rồi hôm nay dành tặng cho bạn khác đi nhá nguyễn văn vinh anh ơi đoàn tâm được quà này hôm nay em, dành, em tặng một son kem cho đoàn tâm nhá <laughs> ok uh... Các bạn ơi, các bạn đây là đây là cái lý do vì sao mà các bạn phải follow Facebook của Phượng nhiều hơn và các bạn phải theo dõi Facebook của Phượng nhiều hơn bởi vì là khi mà đoạn cuối cái livestream này Phượng bắt đầu tặng quà ngẫu nhiên đấy ạ. Chứ không phải là các bạn phải đoán đúng c đi từ tiền hay các bạn phải đoán đúng bất kỳ một cái gì cả. Tức là Phượng tặng quà ngẫu nhiên luôn và nếu như là bạn theo dõi bạn theo dõi livestream từ đầu đến cuối và bạn tương tác nhiều hơn thì bạn sẽ có quà nhá. Ok. À, nhưng Nguyễn Phương ơi, bạn phải làm đầy đủ các bước nhá Và nếu như bạn không làm đầy đủ các bước Thì bạn sẽ không nhận được quà đâu ạ à, uh, 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 hình như là có ba bạn được ba bạn được son kem nhé đoàn tâm này đoàn tâm này thu hằng này <laughs> đoàn tâm thu hằng lệ hằng lệ hằng à lan hương đoàn tâm thu hằng và lan hương ok bây giờ là chọn thêm hai người nữa nhé chọn hai người nữa là năm người thôi năm người được tặng phần nước và năm người được tặng son kem nhá năm người được tặng phấn hơn năm người được tặng sang em à, sẽ dành tặng sang kem dành cho bạn đoàn tâm này thu hằng này lan hương à... sẽ dành tặng cho hai bạn nữa là bạn phạm thị cúc ok phạm cúc nhé à, nguyễn văn vinh anh ơi nhưng mà Em em tặng son kem cho đoàn Em tặng son kem cho Tâm rồi Em tặng son kem cho Tâm rồi này Phạm Thị Cúc Ok nhá Cúc ơi à, Chị dành tặng một son kem cho em nhá ừ, Cuối cùng thì nếu như nếu như ngày hôm nay các bạn mong muốn nhận được quà từ phượng thì cái buổi livestream sau thì các bạn hãy theo dõi từ đầu đến cuối nhé để các bạn nhận quà nhé và tất cả các bài viết của phượng thì các bạn hãy tương tác với nhau thường xuyên hơn các bạn hãy tương tác thường xuyên hơn để các bạn sẽ có cơ hội nhận được quà nhé Khánh Huyền Phan ơi là luật lệ của chúng ta đó là chia sẻ trên 30 nhóm và nếu ngày hôm nay bạn chỉ chia sẻ trên hai ba nhóm thôi thì bạn sẽ không được nhá vì vậy nên bạn phải theo dõi bạn phải uh, tham gia nhiều các nhóm hơn bạn phải tham gia nhiều các nhóm hơn để khi mà Phượng có livestream thì chia sẻ thì để, để, bạn nhận được quà nhá uh, uh, Ờ... <laughs> <laughs> Uh, live stream này thì uh, uh, chỉ có ý định là tặng quà cho các bạn thôi và nếu như mà các bạn muốn nhận được quà thì livestream sau tiếp theo thì các bạn hãy theo dõi follow thường xuyên hơn nhé để các bạn nhận được quà nhé. <laughs> cái thỏi son cuối cùng thì uh, phượng phượng sẽ dành tặng cho một người hôm nay dành tặng cho chị nguyễn hồng nhung nhá. Bởi vì là chị Thìn hôm qua nhận được quà rồi, hôm nay thì chị Thìn nhường chị Nhung nhá. Chị Nhung mà chị Nhung không phải là người like, theo dõi livestream của em từ đầu đến cuối bởi vì em biết. Bởi vì là những ai theo dõi livestream của em từ đầu đến cuối là em biết. Chị Nhung không phải là người theo dõi livestream từ đầu đến cuối. Nhưng bởi vì là hôm nay chị hôm nay chị Thìn theo dõi livestream từ đầu đến cuối nên là chị Thìn hãy dành tặng cái món quà đó cho chị Nhung và em sẽ để cái thỏi son đấy cho chị Nhung nhá. Bởi vì là <laughs> Uh, chị Thìn là người theo dõi livestream từ đầu đến cuối Nhưng bởi vì là hôm qua chị Thìn đã được quà rồi Nhưng hôm nay là em sẽ dành tặng quà cho chị Nhung uh, Nhưng mà những cái livestream tiếp theo Mà nếu như mà anh chị nào mà mong muốn nhận được quà Thì chúng ta hãy theo dõi livestream từ đầu đến cuối nhá Và nếu như ngày hôm nay mà Phượng có bỏ sót Quà của bạn nào thì tí nữa Thì các bạn hãy tăng tên của Phượng để nhắc Phượng nhá Ok, xin chào tất cả các bạn Và livestream của chúng ta đến đây là kết thúc Và hy vọng là sẽ gặp lại uh, các bạn Ở những cái buổi livestream tiếp theo Và hôm nay là ngày thứ sáu Thì như thường lệ thì Chủ nhật thì Phượng sẽ làm một buổi livestream tiếp theo và tối mai thì Phượng sẽ họp ở trên nhóm group, nhóm kín của chúng ta là Phượng sẽ livestream trên đó. Và hy vọng là 9 giờ tối mai thì chúng ta sẽ online đầy đủ nhé. Và chủ nhật thì <laughs> chủ nhật chúng ta chủ nhật Phượng sẽ làm một cái livestream tiếp theo là để tán lộc và tặng quà cho các bạn. Và hy vọng là các bạn sẽ theo dõi livestream của Phượng từ đầu đến cuối để mong để may mắn nhận được quà nhé. <laughs> Khánh Huyền Phan Huyền ơi, bây giờ bạn mong muốn nhận được quà ấy thì bạn phải ấn tham gia nhiều các nhóm lên, nhiều các hội lên để bạn mong muốn nhận được quà nhá, để bạn chia sẻ nhiều hơn thì thì bạn mới có cơ hội nhận quà. Bởi vì là bạn tham gia ít hội quá, vì vậy nên cái cơ hội này nó không có nhá, Khánh Huyền nhá. Ok, xin chào tất cả các bạn và chúc các bạn ngủ ngon ạ.